Chào các bạn, chúng tôi là Nguyễn Lừng Danh và trong video này chúng tôi tiếp tục hướng dẫn các bạn học bài số 9 trong quyển sách Tự học IELTS đúng quy trình do chúng tôi là tác giả. Và ở bài này chúng ta tiếp tục với chương mở rộng xây dựng câu văn bằng cách là mở rộng câu với các mệnh đề. Thật ra đây là cái cách mở rộng câu dễ nhất, hiệu quả nhất. Trước tiên mở rộng câu thì chúng ta cần phân biệt ba khái niệm là câu đơn, câu ghép và câu phức. Câu đơn tức là chỉ câu chỉ có một cái động từ chia thì mà thôi. Các bạn chú ý là chia thì nha. Tại vì nếu không chia thì chia dạng thì không có tính. Chúng ta chỉ tính những cái câu mà có động từ chia thì. Ví dụ là she loves chocolates thì chúng ta thấy động từ loves ở đây chia hiện tại đơn thì mới á. Thì đây là câu đơn nè. Một cái câu dài như vậy đây. Hả? Cô ta học tiếng Anh rất chăm chỉ, hiện tại bây giờ đang học chăm chỉ ha. Hy vọng là đậu kỳ thi IELTS năm sau. Thì chúng ta thấy nó có động từ past nữa. Nhưng mà cái động từ past này nó không phải chia thì, nó là chia dạng to verb, cho nên chúng ta không không có xem nó là một cái động từ chia thì thứ hai. Cho nên cả câu này chỉ có một cái động từ chia thì duy nhất là động từ is studying, và như vậy câu này cũng là câu đơn mà thôi. Câu câu ghép là gì? Câu ghép tức là khi cái câu đó chúng ta có hai động từ chia thì trở lên, 2 3 4 5 6 gì cũng được, nhưng mà nó liên kết nhau á, giữa các mệnh đề đó liên kết nhau bằng các liên từ là and, or và but thì gọi là câu ghép ha. Thì những cái liên từ này gọi là những liên từ đẳng lập, tức là tại sao đẳng lập, chúng ta nhìn ví dụ sẽ hiểu nè. Nó không biết nó là cái điều gì, không biết nó có thể, đây là ví dụ ha, chúng ta không quan tâm lắm. Nó giúp chống lại ảnh hưởng của cái việc mất rừng và ngăn ngừa cái việc phá rừng trong tương lai. Đây là một cái câu ghép, nó có hai mệnh đề, đây là counters chúng ta chia thì hiện tại đơn và prevents cũng là chia thì hiện tại đơn. Và hai cái mệnh đề này nó nói nhau bằng từ and. Và các bạn để ý nè, nếu chúng ta đảo trật tự của hai cái mệnh đề này xung quanh chữ and, tức là cái mệnh đề phía sau đem lên trước and và cái mệnh đề trước đem lên sau and, chúng ta thấy nè, nó ngăn ngừa cái việc phá rừng trong tương lai và nó giúp chống lại ảnh hưởng của việc mất rừng. Thì các bạn thấy câu hoàn toàn có ý nghĩa, không có vấn đề gì cả. Thì khi một cái câu mà chúng ta có linh hoạt thay đổi cái vị trí của hai mệnh đề như vậy á, thì chúng ta gọi nó là câu ghép. Ha. Và trong trường hợp này hai chữ if này lặp lại chúng ta có thể bỏ đi ha? Chúng ta bỏ một chữ if này đi, viết như vậy cũng được ha. Rồi chúng ta xem một ví dụ khác nữa. Cái việc cấm bia rượu có thể giúp giảm cái tỷ lệ tội phạm liên quan đến bia rượu, nhưng mà nó cũng tạo ra một số cái bất cập. Chúng ta viết lại kiểu khác nè, cấm bia rượu có thể tạo ra một số bất cập nhưng mà nó cũng có thể giúp giảm tỷ lệ tội phạm. Thì chúng ta thấy chúng ta thay đổi cái trật tự của hai cái mệnh đề xung quanh chữ bất, và cái câu này vẫn có nghĩa bình thường. Những cái câu này gọi là những câu ghép. Còn câu phức là gì? Câu phức nó cũng có hai động từ chia thì trở lên nhưng mà nó liên kết nhau bằng những cái liên từ như là if, when, because, vân vân. Và những cái liên từ này gọi là liên từ chính phụ, tức là nó sẽ tạo thành một cái câu có mệnh đề chính và mệnh đề phụ chứ không phải là hai mệnh đề bằng nhau ha, đẳng cấp với nhau như vậy. Ví dụ chúng ta có câu là tôi sẽ không đi cắm trại nếu ngày mai trời mưa. Nếu các bạn đảo thử vị trí của hai mệnh đề này, các bạn nói câu là trời sẽ mưa nếu tôi không đi cắm trại, nó kỳ lắm, nó không phải là, nó không đúng, điều đó nó kỳ lắm, nó vô nghĩa ha. Tại vì mắc gì bạn không đi cắm trại thì trời lại mưa, không đúng như vậy. Cái việc trời mưa không liên quan đến chuyện mình đi cắm trại, nhưng mà cái việc bạn đi cắm trại ấy, thì liên quan đến trời mưa đấy, tức là trời mưa thì bạn không đi được ha, chứ không phải là bạn không đi cái tự nhiên trời ông buồn quá không mưa nữa, ông mưa ha, không phải như vậy. Cho nên khi chúng ta đảo trật tự của hai cái mệnh đề như vậy á, cái câu này nó không có đúng nữa. Thì những cái câu như vậy là câu ghép á, trong đó có một cái mệnh đề chính và một cái mệnh đề phụ. Thì cái mệnh đề này là mệnh đề chính nè, còn những cái mệnh đề bắt đầu bằng những cái liên từ này á, chúng ta gọi đó là mệnh đề phụ. Rồi thì những câu 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 ghép như vậy á, những cái câu phức như vậy á, những câu phức như vậy á thì nó rất là phổ biến trong văn học thuật nói chung và văn essay nói riêng, chúng ta phải biết nó nhé. Rồi bây giờ á, để mở rộng câu với mệnh đề á, thì chúng ta có thể dùng ba bước như vậy. Đầu tiên á, các bạn quan sát những cái từ như là because, although, if, when, so that. Các bạn cân nhắc coi những cái liên từ này dùng được hay không. Nếu dùng được chúng ta dùng, nếu không dùng được á, các bạn dùng tới những cái mệnh đề quan hệ. Và nếu mà không được nữa cuối cùng mới dùng and or but. Tại vì sao chúng ta không dùng and or but đầu tiên? Tại vì and or but thường á, thật ra nó mở rộng câu đấy, nhưng mà nó không có sắc bén lắm, nó không thể hiện cái mối quan hệ giữa hai mệnh đề, và thật ra chúng ta chỉ đang kéo dài chút xíu, thường nó kéo dài chút xíu nhưng mà nó không có hay như những cái cách dùng trên đây ha.
cho nên các bạn cứ dùng những cái này trước rồi end of chúng ta dùng sau. Và các bạn lưu ý nè, một cái câu mà các bạn viết á, nó nên có độ dài khoảng 20 đến 30 từ, câu ghép một phức gì đó ha, 20 đến 30 từ. Và chúng ta nó, nếu mà nói về mệnh đề á, thì cái câu đó khoảng 2 đến 3 mệnh đề. Vì chúng ta sẽ cân nhắc nha. Ví dụ chúng ta có một cái câu nói câu là người ta không nên ăn thức ăn nhanh. Bây giờ chúng ta thử dùng những cái liên từ như là because, if, and though, even, when, in order to. Chúng ta mở rộng cái câu ban đầu. Các bạn thấy nè. Người ta không nên ăn thức ăn nhanh. Chúng ta nói là người ta không nên ăn thức ăn nhanh thường xuyên. Cái chỗ I believe that các bạn cũng có thể thêm vào ha. Vậy ta sẽ tiếp tục bỏ luôn nè. Các bạn thấy nè. Người ta không nên ăn thức ăn nhanh thường xuyên. Còn giờ bỏ luôn chứ thường xuyên cũng được. Mặc dù chúng ta thêm cho nó sẽ tốt hơn ha. Đó là mở rộng câu bằng cụm từ đấy. Người ta không nên ăn thức ăn nhanh thường xuyên bởi vì nó chứa nhiều thành phần có hại. Ha? Because. Người ta không nên ăn thức ăn nhanh thường xuyên nếu như họ bị có vấn đề cao huyết áp và béo phì. Người ta không nên ăn thức ăn nhanh thường xuyên mặc dù nó khá ngon và tiện lợi đấy. Người ta không nên ăn thức ăn nhanh thường xuyên thậm chí khi họ không có nhiều thời gian để nấu. Người ta không nên ăn thức ăn nhanh thường xuyên để tránh để bảo vệ sức khỏe. Thì các bạn thấy tất cả những cái cụm phía sau này chúng ta thêm vào những cái mệnh đề này. Ở đây không phải mệnh đề, đây là cụm động từ thôi. Nhưng mà các bạn thấy đa số chúng ta thêm vào như vậy nè. Nó giúp câu chúng ta mở rộng câu rất là dễ. Nhưng mà không phải mở rộng câu chỉ để nó dài thôi. Mà có quan trọng là sắc thái nó rất là sắc bén. Bây giờ các bạn không muốn mở rộng bằng những cái liên từ này. Chúng ta dùng mệnh đề quan hệ. Người ta, những người mà bị cao huyết áp và béo phì á, thì những người đó không nên ăn thức ăn nhanh. Thì cái mệnh đề chính của chúng ta nằm ngoài nè. À, và chúng ta thêm cái mệnh đề phụ là mệnh đề quan hệ á, who ha, bộ nghĩa của people, hoặc người ta không nên ăn thức ăn nhanh những thứ mà chứa nhiều thành phần có hại ha, thì chúng ta which thay cho fast food. Còn cái trường hợp and or but nè, người ta không nên ăn thức ăn nhanh và họ nên nấu ăn tại nhà, người ta không nên thức ăn nhanh và cố gắng nấu ăn tại nhà ha, này chúng ta tính được cái đây luôn. Thì các bạn dùng chữ and như vậy cũng được ha, nhưng mà thật ra sắc thái nó sẽ không có hay bằng những cái cách dùng ở trên đây như chúng tôi vừa nói. Cho nên khi chúng ta mở rộng câu, các bạn cứ theo thứ tự này mà chúng ta dùng ha. Bước 1, bước 2, bước 3. Rồi chúng ta có thêm ví dụ về chữ O với chữ but ở đây nữa. Người ta thường biết rằng họ không nên ăn thức ăn nhanh thường xuyên. Nhưng mà họ, một số người vẫn không có lựa chọn. Nhưng mà người ta không nên ăn thức ăn nhanh. Hoặc là họ sẽ phải bị các vấn đề sức khỏe đấy. Đây là một cách dùng O với cái nghĩa là cảnh báo. Rồi. Chúng ta có thể dùng hai ba loại trong một câu nha. Ví dụ là người ta dùng mệnh đề quan hệ nè, người ta những người mà bị cao huyết áp và béo phì á thì những người đó không nên thức ăn nhanh bởi vì thức ăn nhanh chứa nhiều thành phần có hại. Thì các bạn thấy vừa có mệnh đề quan hệ vừa có liên từ because á, thì trong một câu các bạn viết như vậy là có ba mệnh đề. Mệnh đề đầu tiên á là mệnh đề ví who nè, có động từ chia thì là suffer. Mệnh đề thứ hai là mệnh đề chính people và động từ là should, should not eat. Và động từ mệnh đề thứ ba là because, động từ chia thì là contains ha. Thì có câu như vậy là vừa rồi. Có một điều các bạn rất hay sai, học viên rất hay sai, đó chính là các bạn viết câu đơn người ta không nên thức ăn nhanh chấm, nó rất có hại chấm. Các bạn viết câu đơn xong rồi các bạn nghĩ à mình không nên chấm câu chỗ này, mình chấm câu như vậy là câu đơn ngắn lắm, mình nên làm cái câu này dài ra bằng cách các bạn thay dấu chấm bằng dấu phẩy. Hỡi ơi, câu này sai rồi, câu này sai ngữ pháp. Các bạn biết như vậy nè, chúng tôi ghi đây là sai nè, chúng ta đã gạch bỏ phía dưới nè, câu này sai. Tại sao sai vậy? Tại vì các bạn phải hiểu á, hai mệnh đề trong một câu nó phải có một sự liên kết nào đấy. Có thể là liên từ because, on though, when, where, if. Có thể là mệnh đề quan hệ, có thể là and or but. Chứ không thể nào liên kết nhau chỉ bằng dấu phẩy như vậy được. Cho nên cái cách viết như vậy là sai nha. Không phải các bạn biến dấu chấm thành dấu phẩy là các bạn có một câu dài đâu. Không phải, đó là câu sai á. Để nói như vậy để tránh trường hợp các bạn viết một cái đoạn văn các bạn dài 10 câu và mỗi câu của các bạn chỉ là câu đơn, sau đó các bạn bỏ hết dấu chấm, các bạn thay bằng dấu phẩy, các bạn ra một cái câu rất là dài. Không, không phải như vậy, không có đơn giản như vậy nha, chúng ta phải hiểu. Ở trên kia chúng ở lúc nãy chúng tôi có nói một cái vấn đề, tức là một cái câu chỉ có nên khoảng 2 đến 3 mệnh đề thôi. Các bạn xem cái câu này nè, 5 mệnh đề rất là dài ha. Người ta, những người bị cao huyết áp béo phì thì không nên ăn thức ăn nhanh những thứ mà chứa thành phần những thứ chứa axit béo và cholesterol, và họ nên cố gắng dành thời gian nấu ăn tại nhà nếu họ không muốn hấp thu những cái thành phần có hại đó. Thì các bạn thấy câu này rất là dài, có 5 mệnh đề rồi. Và trong trường hợp như vậy các bạn không nên, các bạn nên tách câu này ra thành hai câu như vậy nè ha. Người ta, những người mà bị vấn đề sức khỏe như cao huyết áp và béo phì thì không nên thức ăn nhanh chấm, đó là bởi vì
cái loại thức ăn này khiến mình có hại như là axit béo và cholesterol chấm. Thay vào đó họ nên cố gắng dành thời gian nó ăn tại nhà thường xuyên hơn. Một cái câu mà nó dài quá, các bạn biết vấn đề của nó là gì không? Vấn đề của nó là đọc xong rồi á, người ta không có cảm giác được là tác giả đang muốn nói cái gì trong mỗi câu. Ví dụ các bạn viết như vậy nè, người ta hiểu rất là rõ mỗi câu tác giả muốn nói cái gì. Ha? Còn khi chúng ta viết như vậy nè, nó luôn tuồn như vậy nè, thì nó chứa quá nhiều thông tin đi, và người ta đọc của người ta không có biết thật sự ý nghĩa của cái câu đó, người ta đang muốn nói về cái chuyện gì. Ha? Nó nhiều nhá, dài dòng quá. Cho nên các bạn lưu ý một cái câu chúng ta viết á, chỉ nên khoảng 2 đến 3 mệnh đề thôi, 2 đến 3 mệnh đề thôi, và độ dài từ á, khoảng 20 đến 30. Tất nhiên có thể dao động ha, có thể khoảng 18 đến 35 cũng được, nhưng mà các bạn hình hiểu đây là cái khung, cái tham khảo để chúng ta dùng chúng ta viết cho nó tốt hơn nhé. Rồi, đó là bài số 9, các bạn phải làm bài tập trong sách nhé. Cảm ơn các bạn.